Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để giới thiệu về sản phẩm. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio gửi hai đôi bát này lên bến xe Mỹ Đình và gửi cho một bác khách làm đám cưới ở tỉnh Bắc Giang. Và các bác có nhu cầu đến sản phẩm này, Tùng Nguyễn sẽ gửi bưu điện hoặc là gửi xe cho tất cả các bác khách hàng. Bát 50 giờ set từ 220-100 có thể làm súp đơn và súp kép. Các bác nhé. Các bác làm cái dòng này thì có thể làm súp đơn hoặc súp kép này. Đấy. Cái dòng này thì hai đôi thì là giống nhau hết rồi, đúng không ạ? Thì các bác đem việc chiêm ngưỡng ở trên chiều cao xuống thì là gân vải tẩm dầu là 3 gân. Gân vải tẩm dầu 3 gân màng được xếp ly lượng sóng nhá. Nói chung là xếp ly từ trên xuống dưới và Tùng Nguyễn Audio đều tuyển những cái dòng bát cực kỳ chất lượng và đẹp. Từ 220-100 đít nhọn màu xanh. Đấy, đít nhọn màu xanh. Từ 220 đít nhọn màu xanh. Dâu của nó đều được bọc dây điện từ ngoài vào trong các bác ạ. Dâu của nó đều được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Và viên từ rất là dày, độ thành cao của viên nam châm rất là dày, kẹp lỗ là thép trắng. Từ 220-100. Dòng này bát 50, oánh súc cực kỳ hay luôn. Đấy, màng nó rất là cứng cáp các bác nhìn này. Em cầm tay em ấn này. Từ 220-100 bát 50. Nếu như cái dòng bát 50 này các bác mà đánh đẩy thì đánh cho em từ 800W một kênh để mình đánh súp 50 giờ xếp từ 220-100. Đấy, dòng này các bác đánh súp tiếng nó rất là mềm và sâu tiếng. Các bác nào mà có nhu cầu ví dụ nắp súp kép. Đấy, nắp súp kép mà nắp 2 bát 100 trên một thân thùng thì đánh cực kỳ tuyệt vời. Đấy, còn bác nào mà thích nắp súp đơn mà ví dụ như khỏe nữa thì có thể là nắp từ 280, nhưng từ 2288 thì nó vác đi vác lại nó rất là nặng. Bác này lắp mua hai đôi của Tùng Nguyễn Audio thì Tùng Nguyễn không phải là lắp vào súp kép súp đơn, nhưng mà khả năng hai đôi như này thì là bác ấy lắp súp kép rồi. Thì hôm nay Tùng Nguyễn Audio giới thiệu về hai đôi bát 50 giờ xếp gửi lên bến xe Mỹ Đình, nên các bác cực kỳ yên tâm. Các bác có thể là gửi nhà tiền nhà xe hoặc là chuyển khoản trước cũng được. Thì em sẽ cho xe ôm chở lên bến xe Mỹ Đình và giao cho nhà xe. Đấy, các bác phương thức nhận hàng của Tùng Nguyễn thì cực kỳ yên tâm. Còn lỗi gì trong cái lúc nhận hàng về rồi sử dụng có bị lỗi bị rè do trường hợp vận chuyển hay gì bị rè, em Tùng Nguyễn Audio sẵn sàng đổi mới cho tất cả các bác khách hàng chiếc bát khác. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Đôi bát này thì Tùng Nguyễn đang cung cấp là 4 triệu một đôi được bao ship. Và các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em. Và các bác xem video nếu cảm thấy nó bát đẹp chất lượng, hãy like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nhé.